chờ đội tuyển Việt Nam lột xác trước Uzbekistan. Đội tuyển Việt Nam có thể trình diễn diện mạo mới mẻ ở trận đấu với Uzbekistan tối ngày 13 tháng 10, sau khi ban huấn luyện đã điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ thất bại trước đội tuyển Trung Quốc. Thả lỏng tâm lý. Nụ cười đã trở lại với đội tuyển Việt Nam ở buổi tập sau trận gặp Trung Quốc tối ngày 11 tháng 10. Huấn luyện viên Philip Chu đã cho học trò thả lỏng cả về thể lực sau trận đấu căng thẳng lẫn tâm lý, khi nhấn mạnh cầu thủ không cần quan tâm kết quả mà chỉ chú trọng cách vận hành lối chơi. Nhìn nhận công bằng, đội tuyển Việt Nam đã chơi tương đối tốt trên khía cạnh kiểm soát bóng và triển khai tấn công trong hiệp 1 trước Trung Quốc. Sự sa sút đến ở hiệp 2, nhưng một phần do huấn luyện viên Chu chủ động sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Sự thiếu ăn khớp giữa lớp trẻ của Thái Sơn, Văn Cường, Đình Bắc, Văn Khang với thế hệ trụ cột khiến đội tuyển Việt Nam không tìm được tiếng nói chung trong các pha chuyền bóng, di chuyển. Với một đội bóng lấy kiểm soát làm nòng cốt, luân chuyển bóng nhờ những tình huống chuyền, di chuyển và phối hợp bóng ngắn phức tạp, những trục trặc nhỏ có thể dẫn tới đổ vỡ về lối chơi. Những thiếu sót của đội tuyển Việt Nam đã được huấn luyện viên Chu ghi chép đủ, phân tích để sửa chữa trong từng buổi tập. Phù Thủy Trắng cũng khẳng định, việc học trò mắc sai lầm là điều bình thường, ban huấn luyện sẽ nghiên cứu, khắc phục. Ngay cả tấm thẻ đỏ của Tiến Linh cũng là lời cảnh báo kịp thời cho đội tuyển Việt Nam. Bước ra biển lớn châu Á, nơi các trọng tài nghiêm khắc hơn, chưa kể có VAR hỗ trợ, các cầu thủ phải giữ được sự bình tĩnh và chín chắn. Đội tuyển Việt Nam đang chuyển giao lối chơi lẫn con người khi một số cầu thủ trong thế hệ đỉnh cao của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu chạm ngưỡng. Không cuộc chuyển giao nào không có đau đớn, đồng thời luôn đòi hỏi sự kiên định. Cầu thủ tin tưởng vào định hướng của ban huấn luyện và ngược lại. Huấn luyện viên trưởng cũng cần kiên nhẫn, bao dung, chờ đợi cầu thủ học hỏi từng bước triết lý mới. Khi đội tuyển Việt Nam đã ở trạng thái mở lòng để tiếp nhận những điều mới mẻ, có thể tin những vướng mắc trong lối chơi thời điểm này chỉ là tạm thời. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ dần qua từng trận, trước mắt là cuộc so tài với Uzbekistan. Ban huấn luyện Việt Nam đã nghiên cứu đối thủ, nhưng quan trọng hơn là tập trung vào lối chơi, chỉnh sửa sai số ở từng vị trí đồng thời đánh giá năng lực từng cầu thủ, trước khi xây dựng bộ khung nhân sự tối ưu cho vòng loại World Cup 2026. Tiến Linh, Quang Hải khẳng định mình. Khác với trận gặp đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam có thể thay người không giới hạn trong cuộc so tài tối ngày 13 tháng 10 với Uzbekistan. Những nhân tố không thi đấu hoặc vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu ngày 10 tháng 10 nhiều khả năng sẽ đá chính trước Uzbekistan. Đó là các trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, hậu vệ cánh Minh Trọng, Văn Cường, tiền vệ Quang Hải, Đức Chiến, tiền đạo Tiến Linh, Văn Tùng. Trong đó, sự hiện diện của Quang Hải và Tiến Linh mang tới niềm hy vọng lớn. Quang Hải vẫn là hạt nhân tuyến giữa với nhãn quan chiến thuật tốt, khả năng xử lý gọn gàng, tinh quái. Trực diện dựa trên nền tảng sức sáng tạo dồi dào. Ở cuộc so tài với Trung Quốc, dễ thấy đội tuyển Việt Nam dù cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng lại thiếu những đường chuyền gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối thủ, trực tiếp mở ra cơ hội cho đồng đội. Việc chuyền bóng qua lại, quẩn quanh mà không có tính sát thương khiến tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo của đội tuyển Việt Nam không được chuyển hóa thành cơ hội. Với một nhân tố đủ khả năng chuyền mạo hiểm và sắc sảo như Quang Hải, diện mạo tấn công của thầy trò huấn luyện viên Chu sẽ khác. Ngoài ra, Tiến Linh có cơ hội chứng tỏ nếu được đá chính. Chân sút sinh năm 1997 vừa nhận bài học đắt giá với chiếc thẻ đỏ khi đánh mùi trung vệ Gian Guanti. Tiến Linh đã được ban huấn luyện dặn dò, đồng thời cần tự rút kinh nghiệm để tỉnh táo hơn. Tiến Linh vẫn là chân sút chất lượng với những phẩm chất độc đáo như kỹ năng chạy chỗ, dứt điểm một chạm và đánh hơi khoảng trống đã làm nên thương hiệu. Những đòi hỏi cao độ, mới mẻ của ông Chu có thể làm khó Tiến Linh trong vài tuần đầu, song đó là cơ hội để cầu thủ 26 tuổi nâng tầm bản thân và chứng tỏ bản lĩnh dạn dày. Đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ chơi nhanh, trực diện và hiệu quả hơn trước Uzbekistan khi các cầu thủ đến lúc này đã thực sự nóng máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.